Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc nhỏ của Logan. Thì trước mặt các bạn đây chính là sản phẩm điện thoại BlackBerry mình mới mua được ở trên Shopee. Và trước khi bắt đầu thì những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok, let's go. Ok, và như các bạn thấy đây là điện thoại của BlackBerry 8700C nè, không có pin nha các bạn. Giá là 150 á, là trừ đi mã giảm giá rồi voucher từ Shopee ha, là còn khoảng 162.000 nha các bạn. Đó, đây các bạn, với một cái chiếc điện thoại nhỏ mà người ta đóng hộp rất là to và kỹ nha các bạn. Đó, đây bên đơn vị vận chuyển là GNT nha các bạn, nè gửi từ bên Hà Nội đây Shopee nha các bạn. Mình thấy đóng gói cũng ok đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở ra nha. Ok, và sau một thời gian trải nghiệm đó thì mình cũng đã quay trở lại rồi đây các bạn ạ. Thì sử dụng cái chiếc điện thoại đó thì cho một cái trải nghiệm cũng khá là lẫm nha. Mặc dù đây là cái chiếc BlackBerry thứ hai mình mua rồi nhưng mà mình vẫn chưa hoàn toàn là quen với cách xài cái chiếc máy này lắm. Thì lúc mua ha là máy không có pin cho nên mình phải mua thêm một viên pin nữa hết 70 ngàn. Này là pin linh kiện bán ngoài tiệm thôi nha các bạn. Đó, thì bên trong là chỉ có chỗ để sim thôi chứ hoàn toàn là không có the cắm thẻ nhớ hay gì luôn. Đây cho các bạn coi cái phần tem nè, mã là 8700C, Made in Mexico luôn nha, xịn sò ghê chưa. Đó, bỏ pin vô. Ok, trong lúc chờ khởi động á, thì sẽ cho các bạn coi ngoại hình. Thì như mình nói đó là mình mua máy cũ chứ, cho nên ngoại hình nó khá là cũ luôn nha, cho nên mới có giá là 150 đó. Thì cái phần này là la của máy nè, nhìn sơ qua tổng thể là cho một cái thiết kế nó rất là đập tay mà lại đẹp mắt nữa đó, thiết kế rất là đầm tay luôn, mình cực kỳ thích luôn nha. Ở mặt trên các bạn sẽ có phím nguồn nè, và phím kim luôn, là phím chỉnh độ sáng luôn, và cái nút hình như là bật tắt ra ngoài hay là sao á. Đây những cái bàn phím QWERTY đây, mặt bên đây là các bạn sẽ có cái phần quay quay như vậy là để mà di chuyển. Này là phím back ở bên đây á, nếu mà đây đây là jack tai nghe nè, hình như là 2,5 chứ không phải là 3,5. Đây là cổng sạc, không biết các bạn có nhìn rõ không nữa. Đây, cái phần này là cổng sạc. Còn đây là cái nút nút thu âm. Đó, mình nghĩ là như vậy. Ok, máy nó cũng đã lên logo nhà mạng AT&T rồi nha. Đây là cái la bên trong nè. Nói chung chiếc máy này dài để mà các bạn sưu tầm hoặc là nghe gọi ôn lại kỷ niệm thôi, chứ chức năng hiện giờ cũng không có dùng được gì nhiều đâu. Chưa kể là cái máy này nó không có wifi nữa. Nhưng mà một điều mình thích là ở cái bàn phím QWERTY đó các bạn à, thật sự phải nói là bấm cực kỳ là êm luôn. Đó, thì máy cũng đã lên sóng Việt Nam Mobile rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ test trước nghe gọi đi. Này hình như tối rồi cho nên không có ai, tổng đài chưa mở đó. Thì để vào menu các bạn bấm cái nút này nè, nhầm nút này chứ đó, thì nó sẽ hiện ra cái phần menu cũng như là giao diện riêng của BlackBerry đó các bạn, là hoàn toàn bằng tiếng Anh và không có tiếng Việt luôn. Oh my god, cho nên rất khó để mình sử dụng. Cái như cái máy này là ra vào khoảng những năm 2000 mấy ấy, mình cũng không có biết nữa, là hướng đến những đối tượng doanh nhân. Chứ hồi đó là mấy cái bạn học của mình đó là chủ yếu xài Nokia thôi, chứ hầu như là không có bạn nào xài BlackBerry luôn.
cho nên mình cầm trên tay thì cảm thấy là dùng rất là khó luôn nha. Để nghe gọi thôi được, chứ thật sự thì chức năng của máy thì mình vẫn chưa tận dụng hết được. Và cho các bạn coi này, mua máy cũ cho nên màn hình cũng cũ heo luôn. Nhấn vô sẽ bắt lại. Đó, các bạn có thấy không, cái phần màn hình này nó hơi bị ám, bị ố ở giữa, hơi buồn, nhưng mà không sao. Nói chung máy nghe gọi với mua có tầm hơn 200 mà, cho nên cũng không có đáng nhiều, đúng không? Thì chiếc máy này đó là các bạn vẫn có thể chip game, chip nhạc vô hoặc là video để mà xem luôn. Nhưng mà tại vì cái dòng máy này đã quá là cổ rồi, cho nên mình cũng đã đi hỏi mấy mấy bạn mà ở trên group về Blackberry á, thì người ta cũng có chỉ cho, nhưng mà mình làm theo không có được. Kiểu giống như là nó hơi khó khăn, với lại cái tính của mình này hơi bị lười đó các bạn. Cho nên ok, mình bỏ cuộc luôn. Nói chung là không có chép gì vô thôi nha, chủ yếu để nghe gọi thôi. Và chưa kể con máy này hoàn toàn là không có phần camera luôn, chỉ có cái phần loa ngoài đây thôi. Nhưng mà thật sự là loa này để mà nghe nhạc hay là nghe gọi là rất là ok, và mình các bạn phím này cực kỳ tuyệt luôn. Chưa kể là cái phần quay này nha, mình thật sự là mình thích cái nút di chuyển này luôn đó nha, kiểu nó xịn xịn sao các bạn. Đây này. Oh my god, thật sự rất là thích cái phần quay này luôn. Con Blackberry đầu tiên mình mua là hình như mã 8820 á, mình có làm review ở trên kênh của mình rồi, thì các bạn có thể xem lại nha. Đó, nhưng mà thật sự sau khi cầm trên tay con 8700C rồi, mình thích hơn nhiều. Thì chiếc máy này đó đã được chủ cũ cài sẵn 3 tựa game, nhưng mà mình sẽ test game đầu về nha. Thì chắc chắn là sẽ có một số bạn là đã từng có kỷ niệm rất là vui với tựa game này. Thì bản thân mình cũng vậy luôn. Thì hồi đó mình xài những cái chiếc điện thoại Nokia mà bàn phím đó, thì cũng rất là hay chơi tựa game này nha. Kiểu tuy đơn giản thôi nhưng mà nó vui vui đó các bạn ạ. Bây giờ chơi lại là cảm giác giống như là được quay lại tuổi thơ thêm một lần nữa. Thì ngoài ra chiếc điện thoại này vẫn có thể chơi được những trò chơi khác nha. Có điều là kiếm cái file đó mà cài vô thì nó hơi khó hơn xíu. Tại vì cái điện thoại này ra đời cũng đã lâu rồi, cho nên các bạn chịu khó tìm hiểu một chút xíu ở trên mấy cái hội group hoặc là ở trên mạng á thì sẽ tìm được nha. Ok. Ok, và đó là trên tay nhanh của mình về chiếc Blackberry 8700C này. Thì cái chiếc điện thoại này đó mình mua từ người bán cá nhân ở trên Shopee, chứ không phải là bán chuyên, cho nên chỉ có một chiếc thôi. Thì nếu mà các bạn muốn tìm mua thì các bạn có thể lên những hội nhóm Blackberry nha, hoặc là tìm mua trên mấy cái trang Shopee này kia cũng được. Đó, thì nói chung cũng sẽ có đó, nhưng mà các bạn nhớ tham khảo là tùy mức giá các bạn bỏ ra thì sẽ có những tình trạng chiếc điện thoại của các bạn mua nó sẽ khác nhau nha, chứ không phải là máy nào cũng giống như máy nào. Đó, thì nói chung với chiếc điện thoại 8700C này á, thì mình nghĩ thời điểm hiện tại là vẫn còn thích hợp để mua. Nếu mà các bạn mua về để mà kiểu ôn lại kỷ niệm hay là để mà nghe gọi là chính nha. Và nhắn tin nếu mà các bạn nào vẫn còn quen bấm cái bàn phím của QWERTY kiểu thế này. Đó, thật sự rất là tuyệt khi mà trải nghiệm bấm lại phím của này đó các bạn, mặc dù mình đã quên cách sử dụng rất là lâu rồi. Tại vì mình xài điện thoại cảm ứng cũng quen rồi đó các bạn ạ. Thì ngoài ra có các công dụng khác như là chơi game cổ nữa, nếu mà các bạn biết cách cài, hoặc là những bài nhạc, hoặc là những cái video mà chất lượng thấp á đó, nếu mà các bạn còn biết cách cài hoặc là có gạch nhờ ai á thì cũng được. Hoặc là các bạn vẫn có thể cài chuông báo thức luôn. Trời, mua cái máy này á mà chủ cũ vẫn còn để chuông báo thức luôn á các bạn, kiểu như là đang ngủ á mà 6 giờ nó reo in nổi luôn. Oh my god. Ok, và mình hy vọng các bạn sẽ thích và enjoy cái video này. Và nếu các bạn thích video đó thì cũng đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.